Thạch ngon quá, thạch hồ lô ngon thật đấy. Ý, còn một cái chị ăn luôn nhá. Oh no. Sao chị tham đây? Của em chứ, của chị chứ, của em chứ, của chị chứ. Hai đứa có chuyện gì đây? Dạ mẹ ơi, chị mình ăn tham, ăn hai cái liền mẹ ạ. Ai nhanh tay thì được chứ. Đây, mẹ cũng có thạch hồ lô này. Bây giờ mẹ hỏi hai cô ăn, ai trả lời đúng thì sẽ nhận được thạch này nha. Bình, ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam là ai? Dạ là Sơn Tùng MTV mẹ ạ. Thế Sơn Tùng MTV ăn cơm với gì hả Hằng? Mẹ hỏi được thật khó thế. Các bạn ơi, các bạn có biết Sơn Tùng MTV ăn cơm với gì không? Chứ mình thì bó tay rồi đấy.